Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cập nhật của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về hội nghị cấp cao ASEAN 37. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Nhìn lại một năm giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung công tác xây dựng các văn kiện. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần này, Việt Nam dự kiến trình ASEAN thảo luận thông qua hơn 10 văn kiện, trong đó có những nội dung thuộc công việc thường xuyên của ASEAN, đồng thời cũng có nhiều nội dung là sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam. Để cùng nhìn lại một năm đầy biến động khi chúng ta giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, để rút ra những kết quả đã làm được, những vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong tương lai. Và đồng hành với chương trình hôm nay là vị khách mời của chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin cảm ơn đồng chí, xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào sáng hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự lễ khai mạc và phát biểu chào mừng hội nghị. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những ảnh mới nhất từ hội nghị này. Thưa quý vị lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và các đối tác, trên nền bức tranh nhiều gam màu của thế giới, những điểm sáng về hợp tác trong việc đối phó với các thách thức đang được ghi nhận ở châu Á, Thái Bình Dương với vai trò tiên phong, nòng cốt của ASEAN. Trong năm 2020, các nước ASEAN đều đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Từ cam kết chính trị ở các cấp cao nhất đến các biện pháp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng của cả bộ máy cũng như giữa các quốc gia thành viên, chúng ta đã chứng kiến tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN được thể hiện mạnh mẽ trong phòng ngừa, kiểm soát COVID-19 cũng như khắc phục hậu quả dịch bệnh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phục hồi kinh tế. Định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAN trong thế giới thời kỳ hậu COVID-19 là một vấn đề lớn. Mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh mới, các nước ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, tích cực phối hợp để hiện thực hóa những sáng kiến và kế hoạch phục hồi với những phương thức hoạt động và hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn. Các khuôn khổ đối thoại và hợp tác ở khu vực với ASEAN giữ vai trò trung tâm càng cần phải phát huy đầy đủ giá trị. ASEAN có thể đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa vào nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và củng cố hệ thống đa phương quốc tế với Liên Hiệp Quốc là nòng cốt. Thưa quý vị, Việt Nam luôn chủ trương giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Tinh thần đó đã đưa Việt Nam trưởng thành và lớn mạnh trong suốt 75 năm qua và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho chính sách đối ngoại của chúng tôi, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang biến chuyển phức tạp và khó lường như hiện nay. Với niềm tin tưởng vào tình đoàn kết và sức mạnh cộng đồng của ASEAN, tôi xin chúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa ASEAN đạt được những bước tiến phát triển mới, quan trọng trong giai đoạn mới, đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của người dân.
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả quý vị. Xin chúc thành công. Thưa Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa Quốc vương và quý vị lãnh đạo ASEAN, thưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA 41 và tất cả quý vị khách quý. 3/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhưng hòa bình và an ninh thế giới chưa thực sự bền vững. Năm qua, hòa bình, ổn định càng trở nên mong manh bởi các nguy cơ chất chồng đến từ hành xử khó đoán định của các quốc gia cạnh tranh, cọ sát với các nước lớn, hệ thống đa phương quốc tế chịu nhiều thách thức, các vấn đề an ninh phi truyền thống, các xu thế cực đoan ngày càng trở nên gay gắt. Nhận thức được lợi thế và nguy cơ đặt ra với khu vực ASEAN, trên tinh thần tự cường đã tỉnh táo và kiên định tiếp cận cân bằng và hài hòa, giữ vững vai trò trung tâm, không bị chao đảo, cuốn một dòng xoáy biến động thế giới và khu vực. Tôi hoan nghênh tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm thành lập Hiệp hội đã khẳng định quyết tâm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, ổn định và trung lập. ASEAN cũng đã thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và toàn cầu, trở thành vùng biển hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn cho tự do lưu chuyển hàng hóa, nơi mà khác biệt tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng, tuân thủ các giá trị chung được khẳng định, đề cao ý nghĩa của UNCLOS 1982 là khung khổ cho mọi hoạt động trên biển. Chúng ta trông đợi sớm hoàn thành một quy tắc ứng xử trên biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Trong 75 năm qua, với vai trò thúc đẩy của Liên Hiệp Quốc, thông qua các tuyên bố và nghị quyết quan trọng, thế giới và khu vực chúng ta đạt được tiến bộ đáng khích lệ trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Nhân dịp này, chúng ta sẽ lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN để đại diện lãnh đạo nữ từ các nước trực tiếp lên tiếng về vai trò của phụ nữ thúc đẩy phát triển bền vững trong thế giới hậu COVID-19. Khép lại năm 2020, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và cấp cao giữa ASEAN và các đối tác đã có ý nghĩa quan trọng, song hoàn tất triển khai các ưu tiên đề ra của năm 2020 và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Trước hết, ASEAN cần tập trung nguồn lực và nỗ lực ở mức cao nhất để từng bước đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh COVID-19, sớm có vaccine phòng bệnh cũng như phương thức điều trị hữu hiệu, nâng cao hiệu lực y tế dự phòng, đáp ứng tốt nhất các tình huống y tế khẩn cấp, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Song song với đó, chúng ta cần đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người dân. Các hội đồng cộng đồng ASEAN khẩn trương bắt tay thực hiện khung phục hồi tổng thể của ASEAN và kế hoạch triển khai ngay sau hội nghị, góp phần tái định hình thế giới sau COVID-19. ASEAN cần xác lập vị trí của mình trong sự dịch chuyển sức mạnh kinh tế chính trị giữa các quốc gia cũng như những điều chỉnh của chuỗi sản xuất lớn toàn cầu. Lợi thế cạnh tranh sẵn có của ASEAN cần được bổ sung thêm các giá trị của khoa học, công nghệ tiên tiến, năng lực chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như khả năng đa dạng hóa các thị trường đầu vào và đầu ra. Đó là những hình ảnh đầu tiên của chúng tôi từ hội nghị cấp cao ASEAN 37. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Mạc Long và phóng viên Hiền Chi đang có mặt tại sự kiện này. Đầu tiên tôi xin được kết nối với phóng viên Mạc Long ạ. Hội nghị cấp cao ASEAN 37 là dự kiến diễn ra từ hôm nay đến 15 tháng 11. Với cương vị là chủ tịch ASEAN năm 2020 thì Việt Nam đã chuẩn bị những nội dung gì cho hội nghị quan trọng này ạ? Xin mời anh Mạc Long. Vâng ạ. Xin chào quý vị khán giả và anh Kỳ Vọng.
Đây là hội nghị cấp cao cuối cùng của ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và đã được Việt Nam chuẩn bị theo hình thức họp trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Và chúng ta biết là Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức theo hình thức này. Trước đó thì mọi khâu chuẩn bị đã được hoàn tất, sự tham gia của đầy đủ tất cả các bộ ngành cũng như là Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020. Với kinh nghiệm dày dặn và hạ tầng công nghệ hiện đại trong việc tổ chức các hội nghị trực tuyến quan trọng của ASEAN trong năm qua, chất lượng đường truyền, hình ảnh và âm thanh sẽ được đảm bảo thông suốt và ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được triển khai tích cực, thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành. Về tác nghiệp của phóng viên tại hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các cấp cao liên quan, thì phòng báo chí của hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế đã được mở cửa từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11. Với số lượng đáp ứng được khoảng 200 phóng viên. Hình và hình ảnh về các hội nghị sẽ được cung cấp miễn phí cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước ạ. Xin cảm ơn những thông tin của phóng viên Mạc Long. Còn chị Hiền Chi ạ, thưa chị Hiền Chi, là hội nghị cấp cao ASEAN 37 có điều gì đặc biệt ạ? Xin mời chị Hiền Chi. Dạ vâng, xin chào trường quay, chào anh Kỳ Vọng và chào quý vị khán giả. Lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 đã diễn ra sáng nay, có sự tham dự và phát biểu chào mừng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, trong khuôn khổ đợt hội nghị lần này, lần đầu tiên sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và sự tham dự của lãnh đạo nữ 10 nước ASEAN cũng như lãnh đạo nhà nước chính phủ các nước ASEAN với chủ đề vai trò của phụ nữ trong xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động, bền vững và bao trùm trong thế giới hậu COVID-19. Đại diện cho lãnh đạo nữ Việt Nam thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Và hội nghị cấp cao ASEAN 37 lần này sẽ là hội nghị cấp cao cuối cùng của Việt Nam tổ chức trong nhiệm kỳ chủ tịch. Và đây cũng là dịp duy nhất trong năm mà lãnh đạo ASEAN họp với hầu hết các đối tác quan trọng của ASEAN. Và tham dự hội nghị lần này thì sẽ có lãnh đạo các nước ASEAN, 8 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga cùng với người đứng đầu của các tổ chức quốc tế. Dự kiến thì các nhà lãnh đạo sẽ thông qua và công bố hơn 80 văn kiện. Đây là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý là có các văn kiện quan trọng là đề xuất của nước chủ tịch Việt Nam và được các đối tác ASEAN ủng hộ như là tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, tuyên bố Hà Nội về tăng cường công tác xã hội cùng với nhiều văn kiện khác. Vâng ạ, vậy việc hội nghị cấp cao ASEAN 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến thì Việt Nam chúng ta gặp khó khăn thách thức gì trong việc tổ chức một sự kiện lớn với bối cảnh đặc biệt như thế này ạ? Xin mời anh Mạc Long. Thưa anh Kỳ Vọng, chắc chắn là tổ chức theo hình thức trực tuyến thì sẽ rất khác so với hội nghị cấp cao thông thường. Nhưng với hạ tầng công nghệ hiện đại đã có kinh nghiệm tổ chức các hội nghị trực tuyến ASEAN trong năm qua thì chúng ta tin tưởng hội nghị cấp cao ASEAN lần này sẽ diễn ra thành công. Cũng phải nói thêm rằng việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này theo hình thức trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí đi lại. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng họp trực tuyến thì các đại biểu sẽ không có cái cơ hội để gặp gỡ trực tiếp với nhau hay thể hiện tình cảm đoàn kết trong khối bằng những cái bắt tay tất cả các nhà lãnh đạo trong ASEAN như chúng ta thường thấy tại các hội nghị ở những năm trước. Do đại dịch của COVID-19 thì vẫn đang diễn biến phức tạp. Thế nên chúng ta sẽ phải chờ những cái hình ảnh đẹp của các nhà lãnh đạo ASEAN ở những hội nghị sau. Trong các vấn đề liên quan thì Biển Đông chắc chắn là vấn đề mà các quốc gia ASEAN rất quan tâm. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần này thì vấn đề Biển Đông sẽ được đề cập như thế nào? Thưa chị Hiền Chi ạ. Dạ vâng, thưa anh Kỳ Vọng, không phải chỉ đến hội nghị cấp cao ASEAN 37 vấn đề Biển Đông mới được nêu ra, mà đây là vấn đề được đề cập trong mọi hoạt động trong suốt năm 2020 của ASEAN. Và tại tất cả các hội nghị thì Biển Đông luôn là một trong những nội dung quan trọng được đề cập vì việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên biển không chỉ là vấn đề quan tâm của khu vực ASEAN mà còn là của cả thế giới. Vấn đề Biển Đông cũng đã được đưa vào tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức hồi tháng 9 vừa qua. Và tại hội nghị cấp cao ASEAN 36, đây là nội dung cũng được đưa ra thảo luận và đưa vào nghị quyết chung. Nhìn lại một năm qua thì vấn đề Biển Đông đã đạt được một sự đồng thuận nhất trí cao giữa các quốc gia thành viên. Cụ thể là lần đầu tiên Brunei đã lên tiếng phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, khẳng định nước này luôn cam kết duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
hay là Malaysia cũng đã lên tiếng bác bỏ các yêu sách chủ quyền hàng hải phi lý của Trung Quốc ở trên Biển Đông, công khai phản đối đối tác thương mại lớn nhất của nước này, một điều mà được xem là rất hiếm khi có thể xảy ra. Như vậy thì tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gồm 5 nước là Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Brunei thì đều đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc. Và trong hội nghị lần này thì Biển Đông cũng sẽ là một nội dung được đưa ra trên bàn nghị sự. Nhìn chung thì các quốc gia thành viên cũng sẽ tiếp tục kêu gọi thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông DOC, trông đợi ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng được thành công bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như là công ước UNCLOS 1982. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hiền Chi và phóng viên Mạc Long với những thông tin đầu tiên, và chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị khán giả sau ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa nỗ lực duy trì xây dựng cộng đồng, vừa ứng phó với đại dịch COVID-19 và thúc đẩy hồi phục toàn diện. Với vai trò là chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến quan trọng nhằm phối hợp với các nước thành viên cùng xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Trong năm 2020, với tư cách là chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ trì, tổ chức và điều phối khoảng hơn 300 hội nghị, hoạt động ở các cấp khác nhau, rộng khắp ở các lĩnh vực. Trong đó, quan trọng nhất là hai hội nghị cấp cao vào tháng 4 và tháng 11 năm 2020. Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác, các hội nghị bộ trưởng xuyên suốt ba trụ cột của ASEAN là cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. ASEAN trong năm chủ tịch đầy mạnh mẽ của Việt Nam đã tập trung vào thực hiện các hoạt động quan trọng. Bất chấp đại dịch COVID-19, việc triệu tập thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dưới hình thức trực tuyến là một minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết của ASEAN được thể hiện qua củng cố hợp tác khu vực. Cùng với hai hội nghị cấp cao đặc biệt vào tháng 4 năm 2020, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã tái khẳng định sự cần thiết của một kế hoạch phục hồi khu vực sau COVID-19. Năm 2020, đại dịch COVID-19 mang đến nhiều thách thức mới. Với vai trò dẫn dắt ASEAN, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến để cùng các quốc gia thành viên nhanh chóng ứng phó với đại dịch ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Phản ứng nhanh chóng và chia sẻ thông tin giữa các quan chức y tế ASEAN, sự hợp tác mạnh mẽ giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài như ASEAN Cộng 3, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Với vai trò chủ tịch ASEAN, thì chúng ta đã phối hợp với các nước trong ASEAN, giữa ASEAN với các đối tác để bàn các biện pháp, có các hội nghị bàn các biện pháp để tăng cường phối hợp với nhau để phòng chống với lại COVID-19. Thì đây là cái điều hết sức mới, và có lẽ là trong các năm chủ tịch của các nước ASEAN thì chưa bao giờ có một cái hiện tượng hay là một cái tình hình phát triển mà ngoài cái dự đoán như vậy. Nhưng mà chúng ta thích ứng rất nhanh với vai trò chủ tịch của ASEAN. Ngoài ra đó thì tất cả các sáng kiến của Việt Nam dự kiến trong năm 2020 cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đều đã thực hiện được. Thì có rất nhiều cái sáng kiến. Thì trong đó có những cái sáng kiến liên quan đến việc cái COVID-19 thì cũng đều được các nước rất là hoan nghênh. Ví dụ như là thiết lập một cái kho dự trữ về vật tư y tế để phòng chống dịch COVID, đó là sáng kiến Việt Nam. Hay là cái thành lập cái quỹ để phòng chống COVID cũng là cái sáng kiến của Việt Nam, thì đều cho đến nay đều thực hiện. Thì đó là một số trong những cái sáng kiến của Việt Nam đã triển khai. Với vai trò là chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang nỗ lực cùng các nước thành viên xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vững mạnh về chính trị, liên kết chặt chẽ về kinh tế, gắn kết về xã hội, có vị thế quốc tế ngày càng cao. Trong đó, đoàn kết là chìa khóa để ASEAN triển khai thành công cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi bền vững. Đối với các quốc gia Đông Nam Á, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức là sự kiện quan trọng, có nhiều ý nghĩa đối với ASEAN trong bối cảnh mà dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục hoành hành và an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Phóng viên Hương Trà, thường trú đại tiểu nói Việt Nam tại Indonesia sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin. Xin mời chị Hương Trà.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong đó có khu vực ASEAN, việc Việt Nam dẫn dắt thực hiện các lộ trình ưu tiên trong suốt một năm vừa qua nhận được sự đánh giá cao của các quốc gia thành viên và các nước đối tác. Tổng thư ký ASEAN ông Dato Lim Jok Hoi nhận định, Việt Nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ trong việc dẫn dắt một phản ứng tập thể của khu vực trước đại dịch COVID-19. ASEAN đã đoàn kết và nhanh chóng ứng phó với đại dịch kể từ tháng 2 vừa qua. Những phản ứng mạnh mẽ của ASEAN phần lớn là do sự lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt trong việc thúc đẩy các quốc gia thành viên đối thoại và đối tác thông qua một loạt các hội nghị trực tuyến. Còn Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi cho rằng, lâu nay Việt Nam vẫn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình, đặc biệt trong năm đại dịch bùng phát chưa từng có. Hội nghị cấp cao ASEAN là cơ hội cho các nhà lãnh đạo ASEAN tiếp tục đoàn kết và phối hợp hơn nữa để giảm nhẹ tác động của dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, cũng như giải quyết các vấn đề gần đây trong khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là hội nghị cấp cao cuối cùng do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020. Hội nghị là dịp để ASEAN đánh giá tổng thể kết quả hợp tác nội khối, ngoại khối và đề ra định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo. Các lãnh đạo sẽ thông qua và ghi nhận công bố hơn 80 văn kiện, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Thỏa thuận về Hành lang Đi lại ASEAN dự kiến sẽ được thiết lập trong dịp này. Với cương vị là quốc gia chủ tịch ASEAN, trong năm vừa qua, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN thường xuyên chủ trì các cuộc họp giữa ASEAN với các nước đối tác. Tại các cuộc họp này, các quốc gia đối tác bày tỏ sự ủng hộ các sáng kiến cũng như vai trò của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch. Tại cuộc họp giữa Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN với Liên Hợp Quốc, đại diện Liên Hợp Quốc bày tỏ ủng hộ các sáng kiến của ASEAN nói chung và của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN nói riêng trong năm 2020, mong muốn hỗ trợ ASEAN nhiều hơn nữa trong triển khai khung phục hồi hậu COVID-19 của ASEAN. Hay tại cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN Thụy Sĩ, Thụy Sĩ đánh giá cao Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò điều phối, duy trì các hoạt động hợp tác nội khối, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài của ASEAN, tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng của ASEAN trong năm. Trong khi đó, tại cuộc họp lần thứ 18, Ủy ban Hợp tác chung ASEAN và Nga, Nga khẳng định ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nước này, đồng thời cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, tham gia tích cực trong các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt. Nga cũng hoan nghênh và cam kết ủng hộ các sáng kiến ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN và đánh giá cao các sáng kiến của Việt Nam về việc tổ chức cuộc họp hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, vai trò của ASEAN lần đầu tiên tại Hội đồng Bảo an vào tháng 1 năm 2020 tại New York. Có thể nói, đại dịch COVID-19 là một khó khăn cho năm Chủ tịch ASEAN, tuy nhiên Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả, trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia, đồng thời dẫn dắt ASEAN vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu theo đúng tinh thần, gắn kết, chủ động và thích ứng. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Xin cảm ơn phóng viên Hương Trà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với vị khách mời của chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh, cũng có thể nói là năm 2020 là một năm đầy biến động khi mà thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và các nước ASEAN cũng không ngoại lệ. Và trước khi cái hội nghị cấp cao lần thứ 37 này diễn ra thì trong khuôn khổ các hội nghị khác thì các nước thành viên ASEAN cũng đã bàn thảo rất là nhiều cái phương pháp mà cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Cá nhân Phó Giáo sư thì ông đánh giá như thế nào về cái sự hợp tác của các nước ASEAN trong việc đẩy lùi dịch COVID-19 thời gian vừa rồi? Vâng, phải nói rằng là cái năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN là một năm khá đặc biệt. Và phải nói Việt Nam với tinh thần là gắn kết và chủ động thích ứng thì ngay khi cái đại dịch bùng phát cái thì từ tháng 2 Việt Nam đã đưa ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về đại dịch COVID-19. Đấy là một cái thể hiện cái rất là bản lĩnh và cái trách nhiệm đối với cộng đồng ASEAN. Và chúng ta biết và cái cuộc hội nghị đặc biệt cấp cao ASEAN trực tuyến tháng 4 năm vừa rồi, phải nói rằng là Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy cái chống đại dịch COVID trong cái cộng đồng ASEAN. Và chúng ta biết rằng là những cái sáng kiến của Việt Nam, ví dụ như là sáng kiến lập cái kho dự trữ vật tư y tế, rồi sáng kiến về lập cái quỹ chống dịch bệnh trong ASEAN, rồi Việt Nam cũng đưa ra những cái sáng kiến là lập cái quy chuẩn về chống các dịch bệnh, các thảm họa về dịch bệnh. Thì phải nói là những cái ngay từ bước đầu thì Việt Nam đã có thể hiện cái bản lĩnh của mình, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng ASEAN và chủ động đưa ra sáng kiến, và thông qua đó là những tuyên bố, những cái sáng kiến này được
các nước ASEAN ủng hộ một cách rất là mạnh mẽ. Và tôi thấy đấy là một cái biểu hiện, một trách nhiệm rất cao trong một bối cảnh khá đặc biệt mà khi Việt Nam đảm nhiệm chủ tịch ASEAN. Và chúng ta phải biết rằng là thế giới đánh giá rất cao, không những là chúng ta chống đại dịch, vượt qua những cái thách thức đại dịch, mà chúng và trách nhiệm với cộng đồng và thế giới. Vâng, quả thực là chúng ta và các nước trong khối ASEAN đã có những kết quả khá khả quan khi mà không để cái đại dịch bùng phát lần thứ hai như là các quốc gia châu Âu hay Mỹ Latin, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên là với cái đà ảnh hưởng như này thì rõ ràng nền kinh tế là bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, khi mà ADB cũng đưa ra con số dự báo là trong năm nay thì các nước Đông Nam Á kinh tế sẽ suy giảm tới -3%, và tương ứng với khoảng hơn 218 triệu lao động có thể bị mất việc làm. Vậy không biết là các nước ASEAN chúng ta sẽ giải quyết và đối diện với thách thức này như thế nào? Vâng, phải nói rằng là cái đại dịch Covid-19 này nó tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, về kể cả những cái ổn định chính trị. Thì phải nói rằng là cái đại dịch này trước hết là nó làm cho hàng trên thế giới này hàng triệu người mất việc, và đặc biệt là cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng trong sản xuất và kinh doanh. Rồi đại dịch nó còn không những là tác động đến nền kinh tế, đặc biệt là đến ngành du lịch đi lại của thế giới, rồi đến hàng không vân vân, mà nó còn tác động đến xã hội và chính trị. Nhưng mà phải nói rằng là các nước ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng, thì Việt Nam có thể nói là một trong những nước thành công trong ngăn chặn cái đại dịch lây lan. Và phải nói trong các nước ASEAN vừa rồi trên thế giới, và các người ta là Việt Nam là một trong nước hiếm hoi tăng trưởng dương. Và theo về dự báo thì các nước ASEAN năm nay thì ngoài Việt Nam thì chủ yếu là tăng trưởng rất là âm, và là cho nên là một cái đặt ra ở chỗ là Việt Nam đã đưa ra cái khẩu hiệu là vừa chống đại dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Mà tôi nghĩ cái tinh thần ấy là một cái nhiệm vụ kép mà nó song hành như thế, thì tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là mà được không nhận là người dân Việt Nam mà được cộng đồng ASEAN thế giới rất là đánh giá cao. Bởi vì là chúng ta không thể chỉ có chống đại dịch, mà nếu không phát triển kinh tế xã hội thì cũng không có hiệu quả để chống đại dịch. Và tôi nghĩ đấy là một cái thông điệp rất là mạnh mẽ, và gọi là vừa chống đại dịch quả vừa phát triển kinh tế xã hội. Mà đấy là một cái, tôi nghĩ rằng điều này không những ở Việt Nam mà các nước ASEAN cũng trên tinh thần như thế. Thì phải nói rằng, và chính cái điều này sẽ làm cho cái vai trò, cái uy tín của Việt Nam trên thế giới và trong ASEAN tăng lên. Và người ta cũng nhìn một cái tấm gương Việt Nam trong chống đại dịch và tấm gương phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Thì tôi nghĩ đấy là những cái hành động cụ thể nó làm cho cái vị thế vai trò Việt Nam ở trong trong ASEAN và trên thế giới nó tăng lên. Vâng, rõ ràng là chúng ta được dự báo là nền kinh tế duy nhất ở trong khu vực có thể là sẽ tăng trưởng dương trong năm nay, trong khi rất là nhiều quốc gia khác sẽ bị tăng trưởng âm, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta vẫn bắt buộc cùng các nước trong khối phải tiếp tục đà hồi phục kinh tế khi mà đại dịch lắng xuống thôi. Với cái quan sát và nghiên cứu của cá nhân Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh, thì ông nhìn nhận những cái điều kiện cần và đủ như thế nào để Việt Nam chúng ta cùng các nước thành viên ASEAN bắt tay vào hồi phục kinh tế sau khi đại dịch qua đi? Vâng, phải nói rằng là không những là có những cái biện pháp thích hợp để ngăn chặn và chống lại đại dịch, mà tôi nghĩ rằng là muốn vừa chống đại dịch một cách hiệu quả mà vừa phát triển kinh tế xã hội và làm cho ASEAN gắn kết cộng đồng và cho các nước ASEAN cùng nhau cùng phát triển, thì tôi nghĩ rằng các nước ASEAN phải tăng cường đổi mới, cải cách về cơ sở hạ tầng, và tăng cường về kết nối trước các mặt, rồi tăng cường đặc biệt là hiện nay là phải tăng cường phát triển kinh tế số. Rồi các nước ASEAN phải có nghị lực cùng nhau vượt qua những cái rào cản thách thức về những vấn đề nội bộ của mình. Và phải nói rằng là tôi nghĩ trên tinh thần là phải đoàn kết, gắn kết, và các nước cùng nhau đưa ra các biện pháp mới để cùng học hỏi kinh nghiệm, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong chống đại dịch, và đặc biệt là trong lưu thông hàng hóa, trong mở rộng kết nối giao thông. Rồi đặc biệt là tôi nghĩ rằng là không những là trong các nước ASEAN với nhau, các tổ chức ASEAN, và mở rộng kết nối với
các đối tác bên ngoài của ASEAN để làm cho ASEAN thông thoáng về thương mại, thông thoáng về đầu tư. Và tôi nghĩ cái điều rất quan trọng là phải tăng cái ý chí và nghị lực và đoàn kết nội bộ và cái thống nhất hành động trong ASEAN. Vâng, trong cái bối cảnh như vừa rồi Phó Giáo sư có chia sẻ là chúng ta bị đứt gãy chuỗi cung ứng rất nghiêm trọng, và không chỉ Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới đều bị chung cái cảnh như vậy. Nhưng có ý kiến phân tích của những nhà chuyên gia kinh tế cho rằng là cái việc mà các nước ASEAN và trong đó có Việt Nam, chúng ta thường là chỉ tự hào khi mà những cái sản phẩm của mình được xuất khẩu ra các nước châu Á khác và các nước châu Âu, châu Mỹ và các quốc gia ở bên kia bán cầu, chứ không tự hào về cái việc mà lưu thông hàng hóa trong khối ASEAN với nhau, và các nước ASEAN cũng tương tự như vậy. Trong bối cảnh mà toàn thế giới bị ảnh hưởng như vậy thì liệu rằng là cái việc mà lưu thông hàng hóa ở trong khối từ trước nay bị coi nhẹ trong khối ASEAN thì chúng ta có cái cách gì để mà các nước thực sự là vực lại cái câu chuyện mà chúng ta lưu thông hàng hóa ở trong các quốc gia khu vực ASEAN để cùng nhau phát triển hay không? Vâng, phải nói rằng là cộng đồng ASEAN và các nước ASEAN là có cái mối quan hệ với đầu tư thương mại với bên ngoài các nước ASEAN là chủ yếu. Và phải nói rằng là và cái tỷ số cái thương mại trong ASEAN chỉ chiếm khoảng 1/4 trong cái tổng số mà thương mại quốc tế của ASEAN thôi. Thế nhưng chúng ta phải biết rằng là điều quan trọng bây giờ phải gắn kết về hạ tầng cơ sở, gắn kết về chính sách. Tôi nghĩ là hạ tầng cơ sở của các nước ASEAN mặc dù đã cải thiện rồi nhưng mà kết nối về giao thông, kết nối là cũng đang còn chưa phải đáp ứng với nhu cầu. Thứ hai là kết nối về chính sách. Và tôi nghĩ kết nối về chính sách này là ASEAN đã quan tâm từ khi mà thúc đẩy trở thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Tuy nhiên mà trong cái bối cảnh đặc biệt hiện nay mà Covid về thế thì tôi nghĩ là kết nối về kỹ thuật số, rồi kết nối về cái đưa ra những cái chính sách hợp lý để mà thông quan, rồi cái chính sách làm sao mà gọi là không đóng cửa biên giới và có những cái chính sách đặc biệt đối với các nhà đầu tư, đối với những khách hàng thương mại. Rồi tôi nghĩ rằng là phải tăng cường, đặc biệt trong thời này là tăng cường về kết nối về kỹ thuật số với các nước thành viên và làm sao cho lưu thông hàng hóa không bị gắt gọn, bởi vì chúng ta biết rằng cái đứt gãy về cung ứng toàn cầu và trong khu vực này, bởi vì nước nào cũng phụ thuộc, kể cả xuất khẩu nhập khẩu phụ thuộc lẫn nhau, cho nên mà cái lưu thông hàng hóa mà bị tắc nghẽn thì rõ ràng và cái chỉ có gọi là nếu không có cái tinh thần mà cứ dựa vào rằng là bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo vệ an toàn về ấy thì mà tắc nghẽn về kinh tế thì tôi nghĩ đấy điều lại là làm cho trầm trọng hơn về không những về vấn đề kinh tế cả về xã hội và gắn kết trong ASEAN. Vâng, rõ ràng là cái Covid-19 cũng là dịp để các nước ASEAN sẽ cùng nhau nhìn lại về cái câu chuyện hợp tác kinh tế trong khối, đúng không ạ? Vâng, để làm sao mà cùng nhau hợp tác phát triển một cách toàn diện. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, các nước thành viên ASEAN đánh giá cao Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN đã nỗ lực dẫn dắt cộng đồng vượt qua thách thức, duy trì hợp tác, triển khai đầy đủ hiệu quả và thực chất theo lộ trình đề ra các ưu tiên sáng kiến năm ASEAN 2020. Tuy nhiên, thách thức của năm nay là không hề nhỏ khi mà Việt Nam là nước tăng trưởng dương duy nhất ở khu vực ASEAN. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ đề cập đến những vấn đề mà ASEAN phải đối mặt trong năm tới. Xin mời anh Quang Trung ạ. Vâng, trong năm 2020 thì ASEAN làm rất tốt công việc của mình. Dù phải ở trong hoàn cảnh khó khăn chưa từng có trong lịch sử là dịch Covid-19 xảy ra. Năm 2021, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ phải tiếp tục đối mặt với những thách thức mới, thậm chí còn khó khăn nhiều hơn so với năm nay. Đầu tiên, đó là tình dịch bệnh vẫn có chưa nhiều tín hiệu khả quan. Dù một số nước trong khu vực như là Việt Nam hay là Thái Lan thì đã khống chế tốt được dịch bệnh. Tuy nhiên, một số quốc gia khác như là Indonesia hay là Philippines chẳng hạn thì dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành. Việc khống chế được dịch bệnh trong lúc chờ đợi một liều vaccine chính thức là thách thức hàng đầu mà ASEAN sẽ phải đối mặt trong năm tới. Dịch Covid-19 cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy, tạo ra các thách thức mới mà các quốc gia ASEAN cần phải giải quyết, đó là vấn đề kinh tế, khi hầu hết các quốc gia trong khu vực đều có mức tăng trưởng kinh tế âm trong năm 2020. Chính vì thế, việc phục hồi kinh tế sau đại dịch sẽ là một thách thức tiếp theo đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, đại dịch và làm gián đoạn các lâu dài các hoạt động, mục tiêu tương lai của ASEAN, đặc biệt
là mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2025. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, những thành tựu mà khối đã đạt được là rất đáng kể, đặc biệt là thúc đẩy việc củng cố và gìn giữ hòa bình của khu vực và thế giới. Đó cũng sẽ là nhiệm vụ của ASEAN trong năm kế tiếp. Dù có thể vai trò quan trọng trên trường khu vực và quốc tế hiện nay, ASEAN phải đối phó với những thách thức từ bên ngoài ngày càng gia tăng. Đặc biệt là ASEAN nói riêng và châu Á nói chung được xem là địa bàn chính của cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. ASEAN phải đối mặt với việc cân bằng quan hệ không quá nghiêng về bên nào trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa hai cường quốc dẫn đầu trên thế giới. Dẫn tới ASEAN không thể có một lập trường chung, thống nhất giữa các quốc gia thành viên. Thêm vào đó, nội khối ASEAN còn tồn tại những thách thức về sự thay đổi dân số, chênh lệch phát triển về kinh tế, xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề sông Mekong, các mối đe dọa an ninh truyền thống như là tranh chấp biên giới, xung đột sắc tộc và an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, các nước Đông Nam Á cũng đang phải đối mặt với trước những đòi hỏi về chủ quyền và hành động ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Quá trình xúc tiến đàm phán để ký kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, hay còn gọi tắt là COC, đang bị gián đoạn bởi nhiều lý do. Những thách thức này ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực cũng như trên thế giới. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan. Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh, là mặc dù chúng ta cũng khá lạc quan khi đề cập đến cái triển vọng phát triển trong tương lai của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung sau khi đại dịch Covid-19 qua đi, nhưng chắc chắn là chúng ta không thể ngày 1, ngày 2 hay là ngay trong thời điểm tháng sau có thể hồi phục giao thương đi lại được mà sẽ phải mất một thời gian dài. Nhưng với quan sát của cá nhân ông thì ông cho rằng là chúng ta và các nước ASEAN sẽ phải mất thời gian bao lâu để bắt đầu thông thương đi lại bình thường để hồi phục kinh tế và các vấn đề khác trong khối? Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái để mà trở lại cái trạng thái bình thường đi lại trong ASEAN và để phục hồi một cách bình thường kinh tế xã hội trong ASEAN thì tôi nghĩ là theo tôi thì ít nhất là phải đến cuối năm 2021. Bởi vì tôi nghĩ rằng các nước ASEAN cũng không dễ dàng để tiếp cận được cái vaccine COVID-19. Bởi vì trên thế giới hiện nay vaccine COVID-19 mặc dù nó cũng đã rất là khả quan, nhiều nước đã phát triển. Tuy nhiên là các nước ASEAN rất là khó tiếp cận một cách đầy đủ và để đảm bảo cho người dân ASEAN, tất cả mọi người được tiêm và để đề phòng COVID-19. Một vấn đề thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là cái hậu quả của cái đại dịch COVID-19 nó một năm vừa qua nó để lại không chỉ ở 1-2 năm, mà nó còn để lại cái tinh thần, rồi để lại nhiều cái dư âm mà nhiều cái lĩnh vực hoạt động và nhiều cái xí nghiệp hoạt động bây giờ phải phục hồi lại, không thể ngày 1, ngày 2 được. Cho nên nó phải đòi thời gian. Tuy nhiên, cái này tôi nghĩ là nó còn phụ thuộc vào cái ý chí hành động của các nước thành viên và của tổ chức ASEAN. Nếu các nước ASEAN có cái tính gọi là trách nhiệm cao với người dân và có ý chí hành động chung thì tôi nghĩ là có thể sớm hơn. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc thế giới, bởi chúng ta biết rằng là ở châu Âu, ở Bắc Mỹ bây giờ làn sóng Covid thứ hai và thế giới toàn cầu rất là bấp bênh, không những là dịch bệnh rồi còn những vấn đề an ninh toàn cầu cũng nổi lên, rồi vấn đề trong nội bộ ASEAN có vấn đề. Tôi nghĩ rằng cho nên là tôi nghĩ là những cái thách thức đó trong năm 2021 nó vẫn là một những cái thách thức, đặc biệt là cái thách thức là phục hồi phát triển kinh tế là một trong thách thức lớn. Khi mà bùng nổ dịch bệnh thì quả thực là có rất nhiều những lĩnh vực chịu tác động và bị tổn thương nghiêm trọng, đúng không ạ? Và trước cái bối cảnh đó thì trong các diễn đàn của ASEAN thì các nước thành viên cũng đã khuyến khích thúc đẩy cái việc mà sáng kiến ASEAN để chúng ta cùng nhau hữu nghị, hợp tác và vượt qua đại dịch. Và cá nhân Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh thì ông ấn tượng nhất cái sáng kiến nào trong cái việc sáng kiến thúc đẩy ASEAN phát triển? Vâng, tôi thấy là có hai cái sáng kiến mà tôi ấn tượng. Một là sáng kiến về gọi là đẩy lùi về đại dịch COVID-19, tức là sáng kiến của Việt Nam là liên quan đến là cái lập cái quy chuẩn
về chống đại dịch COVID-19 đối với thành viên, trong đó quy chuẩn là về không những là về y tế, về chuyên viên về y tế mà còn quy chuẩn về đi lại, rồi giao lưu hàng hóa, rồi về các mối liên hệ gắn kết trong ASEAN. Tôi nghĩ cái là rất quan trọng. Và cũng bên cạnh đó, về liên quan với chống dịch bệnh và khắc phục khủng hoảng sau dịch bệnh là cái lập quỹ về chống đại dịch, rồi lập kho dự trữ về y tế. Đấy là tôi nghĩ là những cái sáng kiến thuộc về lĩnh vực về chống lại đại dịch. Và còn cái sáng kiến về kinh tế mà cũng là liên quan đến dịch là cái sáng kiến về nâng cao cái kỹ thuật số của trong ASEAN, tức là làm sao mà nền kinh tế số phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong ASEAN, để không những là vượt qua cái đại dịch này, khắc phục cái đại dịch này, mà còn là để thúc đẩy ASEAN trở thành một trong những cái nơi mà có nền kinh tế phát triển, kinh tế số phát triển trên thế giới này. Và tôi như ngày nay là cái thương mại điện tử, rồi tất cả cái giao lưu đến, ví dụ như chúng ta biết là đại hội nghị ASEAN trực tuyến này, tức là một sự kết nối, nó vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cả gọi là gắn kết về không gian rất là gần gũi, mà nó là một cái tiền đề cho phát triển ASEAN, để mà trong cái bối cảnh mà ASEAN cần phải tăng tốc về cạnh tranh để trở thành một trong những cái cực tăng trưởng, một trong là có một cái có vị trí xứng đáng của mình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì tôi nghĩ rằng hai cái sáng kiến ấy, một sáng kiến về chống dịch bệnh, một sáng kiến về thúc đẩy kinh tế số trong các nước ASEAN và kết nối các thành phố thông minh nhau, tôi nghĩ là những cái sáng kiến là rất là có là ấn tượng, tôi nghĩ là ấn tượng. Vâng, và cái thực tế lạc quan là những cái sáng kiến đó có cơ hội áp dụng ngay trong bối cảnh hiện tại, đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như là các hội nghị cấp cao của ASEAN đấy là những kinh tế số, rồi thương mại điện tử, tất cả đấy là vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, được biết là với sự năng động về kinh tế, nhưng khu vực ASEAN cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm tăng cao do tác động của đại dịch COVID-19, và viễn cảnh này cũng là mối đe dọa đối với sự phục hồi kinh tế khi đại dịch qua đi. Các nền kinh tế lớn nhất khu vực ASEAN đã công bố mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 2 năm 2020 đều ở tình trạng tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. Theo số liệu thống kê, mức tăng trưởng kinh tế của 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN trong quý vừa qua lần lượt là -17,1% đối với Malaysia, -16,5% với Philippines, -13,2% với Singapore, -12,2% ở Thái Lan và -5,3% tại Indonesia. Đối với dự báo cho cả năm 2020, số liệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã chỉ ra rằng tăng trưởng của ASEAN trước đại dịch được dự kiến sẽ đạt 4,7% trong năm 2020. Tuy nhiên, COVID-19 đã làm tăng trưởng kinh tế trong khu vực ASEAN bị chững lại, giảm khoảng 3,7% so với mức tăng trưởng dự kiến và chỉ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm 2020 và có thể còn kém hơn. Một số nước trong ASEAN thậm chí có thể gánh chịu mức tăng trưởng âm. Còn theo báo cáo mới nhất được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố hôm 13 tháng 10, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất trong nhóm ASEAN 5, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam, duy trì tăng trưởng dương trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong khi đó, Singapore, Thái Lan và Indonesia có mức sụt giảm GDP lần lượt là -6%, -7,1% và -1,5% trong năm 2020. Tốc độ tăng trưởng của ba nền kinh tế này sẽ phục hồi lần lượt lên 5%, 4% và 6,1% vào năm 2021. Tuy nhiên, IMF cũng nhấn mạnh rằng khủng hoảng cũng đang tạo ra thời cơ phát triển quan trọng đối với ASEAN, bởi nó giúp ASEAN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy tiến trình số hóa và phát triển kinh tế không tiếp xúc. Cuộc khủng hoảng này là một cơ hội. Các nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng đầu tư công, đặc biệt trong các dự án xanh và hạ tầng số, có thể là một bước ngoặt đem lại cơ hội tạo ra hàng triệu việc làm, tăng cường năng suất lao động và tăng thu nhập. Hỗ trợ người lao động chuyển đổi sang công việc mới là thành tố quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững và hội nhập hơn.
Các số liệu của IMF được đưa ra dựa trên giả định các quốc gia sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đến năm 2021 và cuối năm 2022. Các ca nhiễm trong cộng đồng trên toàn cầu sẽ giảm. Dù có dự báo tương đối khả quan so với phần còn lại của thế giới, song không thể phủ nhận rằng với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một chặng đường dài và khó khăn vẫn đang đợi các nền kinh tế ASEAN ở phía trước. Vâng, rõ ràng là giám đốc điều hành IMF cũng có cái nhìn khá lạc quan khi mà chúng ta phải ứng phó với đại dịch COVID-19, nhưng cái chặng đường dài phía trước quả thực là còn rất là gian nan. Không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh thì ông đánh giá như thế nào về cái vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam chúng ta trong cái lĩnh vực kinh tế thời gian vừa qua? Tôi nghĩ trong cái năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN thì phải nói rằng Việt Nam là một quốc gia, một thành viên phải nói là có trách nhiệm và có nghị lực, tôi nghĩ là phi thường để vượt qua cái năm đặc biệt mà đại dịch COVID-19. Và Việt Nam đưa ra rất là nhiều cái sáng kiến mà được các nước ASEAN ủng hộ cao và được thế giới đánh giá rất là và phải nói rằng một cái điều mà như tôi đã nói là không những sáng kiến về chống đại dịch COVID-19 mà sáng kiến để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn kết cộng đồng, mà điều này rất là đúng với cái khẩu hiệu mà ASEAN đề ra là chủ động thích ứng. Mà tôi không nghĩ là trước đó chưa có đại dịch nhưng Việt Nam đưa ra cái khẩu hiệu là gắn kết và chủ động thích ứng. Điều này chứng tỏ Việt Nam là một những cái nước có thể là tiên đoán hay dự đoán rất là xa về những cái điều khó lường, phức tạp của khu vực. Và cái rõ ràng Việt Nam chủ động và thích ứng một cách có hiệu quả và không cho đối với bản thân nước mình mà đối với cộng đồng ASEAN. Vâng ạ, và ASEAN cũng đã chủ động tạo ra rất nhiều diễn đàn đa phương khác, thì trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc v.v. Thì không biết là những câu chuyện từ diễn đàn đa phương này nó sẽ mang lại những cái lợi ích kinh tế cũng như là cái sự phát triển chung của khu vực ASEAN trong tương lai như thế nào ạ? Vâng, phải nói là ASEAN trong lịch sử đã tạo ra rất là nhiều cái cơ chế hợp tác đa phương, đặc biệt giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài với các nước lớn rồi và các tổ chức quốc tế. Và tôi những cái diễn đàn ấy là cái tổ chức cơ chế hợp tác đa phương ấy là nó là vừa là thể hiện tinh thần là ASEAN là mở và hội nhập với thế giới, và đồng thời là chúng ta tranh thủ các sự ủng hộ, các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài để tăng cái kết nối cộng đồng ASEAN. Và điều này chứng tỏ rằng ASEAN là một thực thể không những là gắn kết và thực thể hội nhập trong khu vực mà một thực thể là nằm trong những cái bộ phận của toàn cầu. Và phải nói điều rằng ASEAN một cái hài hòa giữa bản thân mình, và tôi nghĩ các tổ chức hợp tác đa phương ấy là các cơ chế ấy là Việt Nam luôn luôn coi ASEAN luôn luôn coi trọng và luôn luôn củng cố phát triển. Và Việt Nam hay là ASEAN, các nước ASEAN đều mong đợi các cơ chế đa phương phát huy hiệu quả để tạo ra cái môi trường hòa bình, hợp tác cùng phát triển ở khu vực này và để cho ASEAN đóng góp nhiều hơn vào cái môi trường hòa bình ổn định của thế giới. Và tôi nghĩ này điều này là và phải nói hiếm có tổ chức đảo thế giới và có nhiều cái quan hệ đối tác với bên ngoài như ASEAN. Vâng ạ. Ngoài những nội dung về tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác, phát triển kinh tế xã hội thì tất cả tại các hội nghị, Biển Đông cũng luôn là một trong những nội dung quan trọng được đề cập, vì việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên biển không chỉ là vấn đề quan tâm của khu vực ASEAN mà còn của cả thế giới. Và trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động đề cập đến vấn đề Biển Đông, đặc biệt ra tuyên bố Chủ tịch 2020 về vấn đề này. Ngay trong những ngày đầu bắt đầu năm Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định Biển Đông sẽ là vấn đề được đề cập trong mọi hoạt động xuyên suốt cả năm 2020 của ASEAN. Các bộ trưởng đã trao đổi hết sức thẳng thắn về tình hình Biển Đông, cũng như các biện pháp cần thúc đẩy, đặc biệt là nêu cao vai trò thống nhất của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Nhìn lại gần một năm qua, vấn đề Biển Đông đã luôn được bàn thảo ở các hội nghị cấp cao cho đến các hội nghị bộ trưởng hẹp ASEAN. Vấn đề này cũng được đưa vào tuyên bố, nghị quyết chung, đặc biệt là tuyên bố Chủ tịch ASEAN năm 2020.
và tại tất cả các hội nghị, các quốc gia thành viên đều khẳng định lập trường, nguyên tắc của ASEAN về hòa bình, ổn định trên Biển Đông, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, vai trò quan trọng của UNCLOS, khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển. Ngay sau khi tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2020 về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được công bố, trong đó dành phần nhiều đề cập tới vấn đề Biển Đông. Bản tuyên bố này đã gây được sự chú ý của các hãng truyền thông lớn trong khu vực và trên thế giới, cũng như những tuyên bố của quan chức, học giả ASEAN và quốc tế. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên trang Twitter cá nhân khẳng định Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Không chỉ dừng lại ở việc gửi thư lên Liên Hợp Quốc, Mỹ cũng tiến thêm một bước trong việc làm rõ hơn phản đối của Mỹ đối với các yêu sách vùng biển của Trung Quốc, đồng thời khẳng định sát cánh cùng ASEAN trong vấn đề này. Hãy dừng kêu gọi mà hãy hành động. Chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với các đối tác ASEAN và chúng tôi kiên định với thượng tôn pháp luật và tôn trọng chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh theo đuổi các chiến dịch cưỡng ép và tàn phá môi trường. Có thể thấy, cũng giống như nhiều hội nghị ASEAN trước đó, vấn đề Biển Đông một lần nữa lại thu hút sự quan tâm lớn của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong lần ra tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2020, vấn đề Biển Đông đã trở thành một nội dung được ưu tiên đặc biệt liên quan đến các vấn đề trong khu vực và thế giới. Xin được nhắc lại là tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan hồi năm 2019 đã coi vấn đề Biển Đông là vấn đề ưu tiên cho khu vực. Và cần lưu ý rằng cụm từ này chưa từng xuất hiện trong các tuyên bố chung trước đây của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Chính vì vậy, những hành động coi thường luật pháp trên Biển Đông sẽ là vấn đề được ASEAN quan tâm và đoàn kết nếu vấn đề này bị đe dọa. Đài CGTN, trực thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mới đây đã đăng tải hình ảnh chiến đấu cơ nước này hoàn thành một cuộc tuần tra kéo dài tới 10 giờ đồng hồ tới Biển Đông. Đây cũng là thời gian bay kỷ lục cho một chiếc tiêm kích Trung Quốc. Chuyến bay dài nhất trước đó là 8 giờ 30 phút. Đây chỉ là một trong những động thái gia tăng đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông, được thực hiện thường xuyên trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 6 tháng 11, Quốc hội nước này cũng công bố dự thảo luật cảnh sát biển của Trung Quốc, cho phép cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ khí đối với các tàu nước ngoài, được cho là vi phạm vào khu vực mà nước này gọi là vùng biển của Trung Quốc. Tức là rất có thể, bao gồm toàn bộ khu vực đường chín đoạn phi pháp. Nếu dự luật này được thông qua, nó sẽ trao cho cảnh sát biển một quyền lực lớn và gây nguy hiểm cho các hoạt động đánh bắt cá của không chỉ ngư dân Việt Nam mà còn của tất cả các nước ASEAN trong khu vực Biển Đông. Trên thực tế, cảnh sát biển Trung Quốc từng nhiều lần đâm và cướp phá các tàu cá của Việt Nam. Nghiêm trọng là sự kiện tàu cá Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ, ngư dân Việt Nam bị đánh đập khi đang khai thác trong vùng biển tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 6 vừa qua. Điều đáng nói là các hành động này diễn ra trong bối cảnh các nước khác đang phải bận tâm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khiến khả năng phản ứng của họ trước các hành động của Trung Quốc phần nào bị ảnh hưởng. Trung Quốc thời gian gần đây luôn phô trương sức mạnh quân sự của mình, o ép các nước láng giềng, đặc biệt là trong thời kỳ các nước đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. Trung Quốc thậm chí dùng tàu sân bay triển khai quân diễn tập đổ bộ, cất cánh, tiếp nhiên liệu và tận dụng ưu thế quân sự, gây sức ép với Philippines và Việt Nam, cũng như tuyên bố thành lập hai huyện Tây Sa, Nam Sa trong vùng biển tranh chấp. Đây là những bằng chứng cho thấy Trung Quốc tiếp tục gây hấn trên Biển Đông. Để ngăn chặn các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, các quốc gia ASEAN cần có những biện pháp hợp tác tích cực, thực chất, đẩy mạnh xây dựng lòng tin, sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Trong đó, Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của các quốc gia thành viên ASEAN trong thời gian tới, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán gặp khó khăn do dịch COVID-19. Không thể để Trung Quốc tiếp tục tìm cách thay đổi luật chơi, gây xói mòn niềm tin. Trước đó họ cũng đã cam kết không làm vậy, nhưng họ đã không thực hiện đúng cam kết đó. Tôi cho rằng Việt Nam cần phải đưa ra lựa chọn kiên quyết bằng việc đề nghị các nước thành viên ASEAN từ chối ký kết COC nếu bộ quy tắc đó đi ngược lại lợi ích quốc gia của Việt Nam. Việt Nam không thể ký kết vào một văn bản mà không kèm theo ràng buộc pháp lý, không phân định rõ ràng chủ quyền hay thậm chí công nhận những yêu sách phi lý của Trung Quốc. Rõ ràng chúng ta thấy là cái vấn đề Biển Đông cũng là một vấn đề lớn mà không chỉ Việt Nam mà các nước ASEAN cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Khánh có cái đánh giá như thế nào về cái nội dung về Biển Đông sẽ được đặt ra tại Hội nghị ASEAN 37 này ạ? Vâng,
Phải nói là trong cái năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN thì cái vấn đề Biển Đông một trong những nội dung quan trọng được ưu tiên trong các nghị sự của các diễn đàn, các hội nghị của ASEAN. Thì phải nói rằng chúng ta biết rằng là cái tuyên bố của ASEAN, cấp cao ASEAN lần thứ 36 và đặc biệt là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN là thứ 53 vừa rồi đấy. Thì phải nói rằng chúng ta phải nói là lần đầu tiên trong ASEAN là có sự thống nhất cao về cái gọi là cái về là giải quyết vấn đề xung đột tranh chấp ở Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có công ước về luật biển 1982, UNCLOS 1982. Tôi nghĩ đấy là một cái thắng lợi của ASEAN, và trong đó là cái vai trò Việt Nam trong năm là rất là nổi bật, bởi vì các nước ASEAN xưa nay chỉ có đưa ra cái tuyên bố là lo ngại rồi quan ngại sâu sắc, nhưng lần này là đề cao gọi là thượng tôn pháp luật, giải quyết các vấn đề xung đột tranh chấp ASEAN bằng luật pháp quốc tế, trong đó có luật biển 1982. Điều này nó rất là rõ ràng và một tuyên bố rất là rành mạch với thế giới, và một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn thế giới và gửi đến Trung Quốc là chúng ta giải quyết bằng con đường hòa bình, trong đó bằng con đường luật pháp quốc tế, và luật pháp quốc tế là một trong năm cốt của giải quyết hòa bình. Tôi nghĩ đây là một cái bước tiến rất lớn của ASEAN và một cái nghị lực lớn của Việt Nam trong năm Việt Nam chủ tịch ASEAN. Vậy theo phó giáo sư thì cái thái độ tiếp cận của Washington đối với vấn đề Biển Đông ấy, có thay đổi không sau cái kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 10 vừa qua ngã ngũ? Trong trường hợp thì ông Joe Biden đắc cử và trong trường hợp thì ông Donald Trump tiếp tục tái đắc cử, thì câu chuyện là thái độ của Biển Đông của Mỹ sẽ như thế nào? Vâng, tôi nghĩ là không có sự thay đổi nào lớn lao trong cái lập trường hay quan điểm của Mỹ đối với Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là có lợi ích của quốc tế, lợi ích của những nước, trong có lợi ích của Mỹ. Và phải nói những hành động ngang ngược, hành động quyết đoán của Trung Quốc về cái mưu toan độc chiếm Biển Đông thì cả thế giới nó biết. Và rõ ràng điều này là đi ngược lại cái lợi ích của cộng đồng quốc tế. Và tôi nghĩ rằng dù có ông Biden lên làm Tổng thống hay ông Donald Trump thì cái chính sách của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nói chung, đối với Biển Đông nói riêng là việc cơ bản không thay đổi. Tôi nghĩ có thể là biện pháp cách thức thực hiện có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà cái mục tiêu là để ngăn chặn lại cái hành động ngang ngược của Trung Quốc là sẽ không thay đổi. Đấy là cái mục tiêu. Và tôi nghĩ rằng cái điều này và cái tuyên bố của Mỹ trong những cái, mà không phải bây giờ, và trong lịch sử từ năm 90 đến nay thì Mỹ bao giờ coi Biển Đông là lợi ích quốc gia của họ. Và rõ ràng năm tháng 7 vừa rồi là Bộ trưởng Ngoại giao Prome tuyên bố cái lập trường chính thức của Mỹ đối với Biển Đông. Thì đấy là một điều nó rất là phù hợp với lại cái lập trường quan điểm của ASEAN và đặc biệt Việt Nam. Và tôi nghĩ là điều này là một cái thông điệp rất mạnh mẽ của cộng đồng thế giới, của Mỹ, của ASEAN đối với giải quyết vấn đề xung đột Biển Đông. Thì tôi nghĩ đây là một vấn đề, điều này nó góp phần thúc đẩy hòa bình, duy trì hòa bình ổn định, ngăn chặn lại những hành động gọi là trái với lại luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông. Vâng, rõ ràng là đã qua rất là nhiều đời Tổng thống Mỹ rồi, nhưng thái độ của Washington đối với cái vấn đề Biển Đông thì luôn luôn thay đổi, thậm chí là có những cái bước leo thang để siết chặt hơn và tăng cường hơn cái vấn đề mà đảm bảo an ninh trên Biển Đông, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là cái biện pháp cách thức có thể điều chỉnh, có thể đổi, nhưng mục tiêu là không thay đổi. Vâng. Về cái nhắc lại cái văn bản COC mà ASEAN đàm phán với Trung Quốc từ năm 2002 ấy, thì là cái văn bản này nhằm hướng tới xây dựng các quy tắc mang tính ràng buộc trên Biển Đông. Nhưng mà vì đại dịch Covid-19 nên nó bị gián đoạn, thì bây giờ câu chuyện mà nối lại cái COC này thì theo cá nhân phó sư tiến sĩ thì cần phải nối lại theo những cách thức tiếp cận như thế nào để nó thực sự phát huy hiệu quả như mong đợi ạ? Vâng, tôi nghĩ là đàm phán về ngoại giao rồi là một cái kênh quan trọng. Và nếu có Trung Quốc có thiện chí, các nước ASEAN thiện chí cùng bàn bạc về đàm phán ngoại giao, nhưng phải nói trên nguyên tắc là phải nói rằng là lợi ích của các bên không được xâm phạm. Và rõ ràng tôi nghĩ là cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông này là nó đã không phải một hai ngày bây giờ, nó kéo dài gần 20 năm nay, không phải bây giờ. Nhưng mà phải nói rằng là để có một cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông được ký kết thì phải có ràng buộc về mặt pháp lý,
và chứ không thể là một cái bộ quy tắc chung chung để phía Trung Quốc lợi dụng hoặc một nước nào đó lợi dụng. Cho nên tôi nghĩ rằng là đàm phán là cần thiết, nhưng phải có ràng buộc về mặt pháp lý. Thứ hai là phải bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng ASEAN và các nước ASEAN. Chứ còn không thể là một cái giống như cái DOC là một cái tuyên bố chung thì có thể nói nhưng không làm. Và đây là ràng buộc pháp lý. Thì tôi nghĩ là đàm phán là cần thiết, nhưng phải có thực tính thực chất với hậu quả, đảm bảo lợi ích của ASEAN và các nước thành viên. Vâng ạ, và câu hỏi cuối dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Khánh trong chương trình bình luận ngày hôm nay của chúng tôi, đó là chúng ta cũng biết là năm cái kỳ họp ASEAN 37 này là sẽ kỳ họp chốt lại năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Thì vậy ngoài cái vấn đề Biển Đông mà chúng ta vừa đề cập thì còn có những nội dung lớn nào khác mà ASEAN sẽ quan tâm trong thời gian tới? Vâng, phải nói rằng ASEAN và cộng đồng thế giới đang đứng trước những cái cơ hội và thách thức rất là lớn lao. Mà tôi nghĩ rằng là cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung là một trong những cái nhân tố tác động lớn đến cộng đồng ASEAN. Và cộng đồng ASEAN và các nước ASEAN cần phải thích ứng một cách hợp lý đối với cuộc gia tăng hay leo thang cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Tôi nghĩ cái cạnh tranh này là sẽ gia tăng, dù có ai có làm tổng thống thì gia tăng. Bởi vì mâu thuẫn về mục tiêu, mâu thuẫn về tham vọng về của Trung Quốc và Mỹ ngày càng nó lớn. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vấn đề gắn kết và chủ động hội nhập trong ASEAN. Vấn đề đoàn kết ASEAN là một vấn đề xưa nay là nó là vấn đề thường trực. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì ASEAN bằng cách nào đó để thúc đẩy cái gắn kết và hội nhập của mình, làm sao cái đồng thuận ngày càng cao. Mà cái điều này hết quan trọng, nếu có thường thuận, có cái ý chí hành động thì mới thích ứng một cách hiệu quả các về sự cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, nó tạo ra những cơ hội và thách thức mới. Nếu mà không có sự gắn kết, đoàn kết và ý chí hành động thì những cái cơ hội tốt sẽ không sử dụng được và sẽ tác động mặt tiêu cực, sẽ tác động đến ASEAN, làm cho ASEAN có thể mất đoàn kết. Một cái thách thức thứ, và liên quan đó thì cái thách thức là vai trò trung tâm của ASEAN, củng cố vai trò trung tâm ASEAN các vấn đề quốc tế. Mà tôi nghĩ cái vai trò của trung tâm ASEAN trong duy trì hòa bình, vai trò trung tâm ASEAN trong kết nối các quan hệ với các nước trên thế giới, rồi vai trò trung tâm ASEAN giải quyết các vấn đề trung khu vực, rồi vẫn tức là cái vai trò trung tâm ASEAN phải được củng cố, phải có càng ngày có tính hiệu quả cao hơn. Và tôi nghĩ là cái thứ ấy là cái thứ mà nó làm cho cái cộng đồng ASEAN nó mạnh lên, có uy tín lên. Còn tất nhiên cái phát triển đi đôi với lại chống dịch vì hiệu quả, phòng ngừa vì hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội, cái là công việc thường ngày, hàng ngày, không những của ASEAN và các nước thành viên ASEAN phải ý thức cao điều đó. Bởi vì không ai có thể thành. Và cái tinh thần tự chủ, độc lập của các nước cao trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và toàn cầu, nhưng mà có ý thức chia sẻ cái trách nhiệm cộng đồng và cái ý thức cộng đồng nâng cao để làm cho tăng cái tính sức mạnh tập thể, tăng sức mạnh của một ngôi nhà chung thì mà thế giới ngày nay không thể đứng một chỗ được, giải quyết những vấn đề toàn cầu từ dịch bệnh cho đến kinh tế xã hội, bởi vì thế giới càng ngày nó cũng ràng buộc lẫn nhau và chúng ta phải tranh thủ cái nguồn lực bên ngoài hay là dùng cái nguồn lực của bên ngoài các đối tác để chúng ta cùng phát triển. Bởi vì ASEAN là tập hợp các nước nhỏ, cho nên tôi nghĩ rằng là cái cơ hội thách thức đang trước mặt. Nếu mà có đoàn kết, nếu có ý cao thì lại vượt qua thách thức. Còn nếu mà các nước ASEAN thiếu đoàn kết và thì những cái cơ hội sẽ không tận dụng được và thách thức nó sẽ tăng lên. Vâng ạ, và chúng ta đang mong chờ những kết quả tốt đẹp từ hội nghị cấp cao ASEAN 37 và sẽ mở ra những cái chặng đường mới trong khu vực ASEAN chúng ta, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN vào thời điểm khu vực và thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có trong nhiều thập kỷ gần đây, Việt Nam đã gặp không ít thử thách từ đầu năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, bằng nỗ lực, sự linh hoạt,
tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành trọng trách, Việt Nam đã thể hiện được vai trò điều phối cũng như thúc đẩy các chương trình nghị sự, hoạt động chung của ASEAN để ứng phó với dịch bệnh, góp phần phát triển cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục phát huy vị thế ở khu vực và trường quốc tế. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình bình luận về phiên khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Xin được trân trọng cảm ơn những phân tích và những luận điểm hết sức có giá trị của Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Khánh đối với chương trình. Và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lộ diện tân vương, bóng đá Việt khúc cua định mệnh. 4 tấm vé vàng tham dự Euro 2020. 4 đội tuyển tranh ngôi vô địch UEFA Nation League. Nóng bỏng ngôi đầu bảng La Liga. Sôi động siêu kinh điển Bundesliga. VTV Cup trang bị miễn phí đầu thu 4K